Uống nhiều rượu không chỉ gây ra tình trạng ngộ độc mà còn là một trong số các nguyên nhân gây xuất huyết dạ dày hoặc bị viêm tụy cấp. Ngày hôm nay 28 tháng 8, bệnh viện Xuyên Á Long An cho biết vừa tiếp nhận một người đàn ông 44 tuổi trong tình trạng hết sức nguy kịch sau khi uống khoảng 1 lít rượu, bị viêm tụy cấp biến chứng suy thận và đối mặt với cơn bão cytokine Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau lan từ vùng hạ sườn trái ra hông lưng trái, kèm theo nôn ói và bụng trướng căng. Trước đó một ngày, bệnh nhân uống khoảng 1 lít rượu cùng với đồng nghiệp trong buổi liên hoan kết thúc công trình xây dựng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp mức độ nặng do rượu, với biến chứng là hội chứng tăng áp lực ổ bụng, suy thận cấp. Nghiêm trọng hơn, viêm tụy cấp đã tạo ra cơn bão cytokine, một phản ứng miễn dịch thái quá của cơ thể chống lại chính cơ thể. Lúc này, bão sitokai ở bệnh nhân đã đạt đỉnh điểm, gây suy hô hấp, cấp tiến triển, suy đa tạng. Theo y văn ghi nhận, nguy cơ tử vong trên thể bệnh này lên đến từ 40 đến 50%. Cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân là phải lọc máu liên tục để đào thải hết độc tố. Sau 48 giờ lọc máu liên tục và điều trị nội khoa, bệnh nhân đã giảm chứng bụng, chức năng thận dần hồi phục. Thưa quý vị, theo bác sĩ Nhân, tại Việt Nam có 3 nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp gồm rượu, sỏi ống mật chủ và mỡ máu, tăng triglycerides. Bệnh nhân này không nghiện rượu, không uống rượu thường xuyên, nhưng một cuộc nhậu với số lượng rượu lớn đã dẫn đến bạo bệnh. Do đó, bác sĩ đã khuyến cáo người dân cần phải thực hiện những lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, ăn đồ trên rán điều dầu mỡ, đồng thời kiểm soát về cân nặng, kiểm soát mỡ máu và khám sức khỏe tổng quát định kỳ tối thiểu là 6 tháng một lần.